Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2020, Chủ nhật thứ năm, mùa chay năm A. Trích sách thiên si -e Edekeen, Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ, ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi ăn cư trên đất các ngươi và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đưa là lời Chúa Vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu đồ Từ vượt sâu lạy Chúa con kêu lên Chúa Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu giam xin Chúa hãy lắng tai Hầu nghe thâu tiếng vang nài của con bởi vì chúa rộng lượng từ bi và chúa rất giàu ơn cứu độ nếu chúa con nhớ hoài sử lôi lạy chúa nào ai chịu nổi được ư nhưng chúa thường rộng lượng thứ tha để cho thiên hạ tôn thờ kinh yêu bởi vì chúa rộng lượng từ bi và chúa rất giàu ơn cứu đồ con hy vọng rất nhiều vào chúa linh hồn con trong cây ở lời ngài linh hồn con mong đợi chúa con hơn người linh gác mong trời sang đông bởi vì chúa rộng lượng từ bi và chúa rất giàu ơn cứu đồ Ơn người linh gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa con. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu đồ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu đồ. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự thánh thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có thánh thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội Nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính Và nếu thánh thần của đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô Từ cõi chết sống lại ở trong anh em Thì đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô Từ cõi chết sống lại Cũng cho xác phàm hải chết của anh em được sống Nhờ thánh thần người ngự trong anh em đó là lời chúa ta ơn Chúa Chúa Phan ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin ta sẽ không chết đời đời Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, An Lạy Chúa vinh danh Chúa Khi ấy, hai chị em của la gia sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt nghe tin ấy Chúa Giêsu liền bảo bệnh này không đến nỗi chết nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển Chúa Giêsu thương mắt ta và em là Maria và Lazaro khi hai tin ông này đau liệt người còn lưu lại đó hai ngày rồi người bảo môn đệ chúng ta hãy trở lại xứ Judea Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Mát tha thưa Con biết ngày tận thế Khi trẻ chết sống lại Thì em con cũng sẽ sống lại Chúa Giêsu nói Ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin ta Giàu có chết cũng sẽ được sống Và kẻ nào sống mà tin ta Sẽ không chết bao giờ Con có tin điều đó không? Bà thưa Thưa thầy Phân con đã tin thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian người xúc động và hỏi đã an táng Lazaro ở đâu họ thưa thưa thầy xin đến mà xem chúa giêsu rơi lệ người do thái liền nói kia xem ngài thương ông ấy biết bao nhưng có mấy kẻ trong đám nói ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư chúa giêsu là xúc động người đi đến mộ mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đại trên Chúa Giêsu bảo hãy đẩy tảng đá ra Mà ta là chị người chế thưa thưa thầy đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày Chúa Giêsu lại nói ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy Bên quang của Thiên Chúa sao thế là người ta cất tảng đá ra Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói là cha con cảm tạ cha đã nhậm lời con con biết cha hằng nghe lời con nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây để họ tin rằng cha đã sai con nói rồi người kêu lớn tiếng lazaro hãy ra đây người đã chết đi ra chân tay còn quấn những bánh vải trên mặt quấn khăn liệm chúa giêsu bảo hãy cởi ra cho anh ấy đi một số người do thái đến thăm maria khi được chứng kiến những việc chúa giêsu làm thì đã tin vào người đó là lời, chua, lời Chúa lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa hãy ra khỏi mồ bài của Đức Giám mục Du Vũ Văn Thiền Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống đó là một đề tài quan trọng trong tin mừng Thánh Gioan ý tưởng này được nhấn mạnh nhiều lần trong tin mừng thứ tư trong các thư được truyền thống giáo hội công nhận tác giả là Gioan. Khi nhấn mạnh đến đề tài này, tác giả tin mừng muốn trình bày Đức Giêsu chính là Thiên Chúa và là nguồn mạch sự sống. Ở trong giáo huấn của Cựu Ước thì chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ sự sống và sự chết. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền mở huyệt và đưa những người trong âm phủ đi ra. Hỡi dân ta, này chính ta sẽ mở huyệt cho các ngươi. Ngôn sứ Ezekiel đã khơi lên nguồn hy vọng cho người Do Thái Lời hứa mở huyệt này vừa ám chỉ tới việc Chúa giải phóng dân người khỏi ách nô no lệ lúc bấy giờ để đưa về quê cha đất tổ vừa hướng họ tới sự sống trường sinh vĩnh cửu tức là sự sống thiên chúa sẽ ban cho con người sau khi chết theo dấu hướng của ngôn sứ Ezekiel ngôi huyệt sẽ không còn là chỗ dừng chân mãi mãi nhưng chỉ là tạm thời thiên chúa quyền năng sẽ mở huyệt để thân xác con người không còn chết nữa nhưng được sống với Chúa mãi mãi. Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định, chính người là sự sống, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Trong các phép lạ Chúa làm có những phép lạ cho cái chết sống lại như trường hợp người anh thanh niên là con bà góa thành Na-im Hay bé gái 12 tuổi đã chết mà Chúa cho sống lại. Phép lạ cho ông Lazaro sống lại là một phép lạ điển hình nhằm chứng minh những gì Chúa khẳng định về sự sống. Trong cuộc đối thoại với bà Mát Tha, chị của người chết, Chúa Giêsu đã tuyên bố, Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chương 11 câu 25-26 Cũng như lời Chúa tuyên bố qua ngôn sứ Edekiel lời Chúa Giêsu vừa nhắc tới sự sống trần gian, vừa hướng tới sự sống vĩnh cửu. Người là Thiên Chúa, đấng có quyền làm cho kẻ đã chết được sống lại. Người cũng là đấng ban cho con người sự sống đời đời. Lời hứa với người trộm lành trên cây thập giá đã chứng minh điều đó. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Luca chương 23 câu 43 Đức Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa kêu gọi ông Lazaro ra khỏi mồ. Sự kiện này đã giúp cho người Do Thái tin vào Chúa. Thánh Gioan diễn tả một Đức Giêsu thật sự là người, người chạm đến nỗi đau của con người, rơi lệ trước đau khổ của người khác và đưa họ từ cái chết đến sự sống. Chúa Giêsu không giống như một nhà phù thủy, nhưng là Thiên Chúa làm người có trái tim nhân loại sẽ chia và mang lấy nỗi đau của con người nhường cho con người hạnh phúc và vinh quang. Tôi chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Doan chương 10, câu 11 Phần tôi tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Doan chương 10, câu 10 Những lời tuyên bố này cho thấy Chúa Giêsu hiến mình cho sự sống của con người. Hôm nay, cũng như mọi thế hệ, Chúa vẫn tiếp tục hiến mình về sự sống của chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Đề tài Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống giúp chúng ta nhìn xuyên qua cái chết để thấy sự sống tuôn chảy từ thập giá. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà nhân loại được sống. Người đã chết thay cho chúng ta, người đã mang lấy ấn tử cho chúng ta được sống. Trên cây thập giá, Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu thành tội nhân vì chúng ta. Hãy ra khỏi mồ lệnh truyền này đã đưa ông Lazaro từ quả chết trở về quả sống, đồng thời đem niềm vui cho thân bằng quyến thuộc. Mùi chay là lời mời gọi đoạn tuyệt với tội lỗi để sống cuộc sống mới. Những thực hành mùi chay giúp ta ra khỏi nấm mồ tối của sự ích kỷ, chia rẽ và hận thù, để bước ra khỏi huyệt mộ của tội lỗi. Đòi hỏi mỗi người chúng ta phải hy sinh, cố gắng nhiều khi đến mức anh hùng vì thay đổi đời sống hướng cuộc đời sang một ngã rẽ khác cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ dứt bỏ mọi ràng buộc để được sống trong tự do của con cái chúa hướng về tương lai tươi sáng trong mình an nhờ cuộc sống mới họ giống như người đang đi trong ánh sáng mặt trời không sợ vấp ngã bà martha chị của lazaro mặc dù tuyên xưng đức tin một cách quả quyết cũng không hy vọng em mình có thể sống lại. Bà nói với Chúa, Thưa Thầy, nặng mùi rồi vì em con đã ở trong mồ được 4 ngày. do An chương 11, câu 39 Chính trong lúc không một tia hy vọng theo lý luận thông thường của con người, thì quyền năng Thiên Chúa đã được tỏ bài. Chúa Giêsu đem hy vọng cho con người vào lúc họ cảm thấy bi đát nhất ở ngõ cụt của cuộc đời. Một thân xác bắt đầu thối rũa nhờ quyền năng của chúa vẫn có thể được hồi sinh một con người dù tội lỗi tràn trề nếu biết dừng lại sám hối vẫn có thể được ơn tha thứ những ai đã can đảm và dứt khoát bước ra khỏi hiệp mộ thì sẽ sống một cuộc sống mới cuộc sống ấy không còn bị xác thịt chi phối nữa tức là không còn bị những đam mê xác thịt ràng buộc và cản trở họ được tự do thanh thoát mặc dù vẫn sống trong thân xác còn mang nhiều yếu đuối. Chính Chúa thánh thần thúc đẩy và đổi mới chúng ta, nhờ đó chúng ta có sức mạnh để vươn lên trong sự sống mới này. Bài đọc 2 dưới đại dịch Covid-19, chúng ta không hổ hăng mang lo sợ, cả thế giới cầu nguyện, nhưng dường như Thiên Chúa không để ý quan tâm. Lời Chúa hôm nay khích lệ chúng ta hãy hy vọng và tín thác. Thiên Chúa có chương trình và phương pháp riêng của Ngài. Đến như thăng xác ông Lazaro đã bốc mùi và phân hủy, Chúa còn làm cho sống lại. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn được Chúa nhậm lời vào lúc Chúa muốn, theo như cách Chúa muốn và nhằm tới ít lợi thực sự của chúng ta. Bởi lẽ, Thiên Chúa là cha nhân hậu, luôn muốn điều tốt cho con cái của mình bài của Tổng nhóm một du xe vũ văn thiền